chịu hình khổ và chịu chết để làm chứng cho Chúa, vì tin chắc sẽ được sống lại hưởng phước muôn đời. Đó là nội dung bài đọc sau đây. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiochio cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là một người phụ nữ nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin các con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Dạng danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích không cùng, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Chôn gian chân chúng con thành tâm khấn cầu, chọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men muối nơi trần gian. Trường oai hùng ngày về thiên quốc, Chúa thương ban tặng phúc vinh rạng ngời ngàn thu.
trên bài ca ngàn chùa, trên bài ca ngàn chùa về thiên dâng về thiên chùa, bài ca thắm nhiều màu hồng, thắm nhiều màu hồng từng lớp lớp đang lên lên dâng 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 trên tình yêu cho đầu rơi máu chảy anh dâng lên kiếm chùa. Chúa luôn bao bọc cha con chúng ta, một lần nữa xin được chúc mừng hội đồng đồng phục.